Sáng ngày 23 tháng 2, Ban Quản lý Dự án Lưới điện Hà Nội thuộc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức ra quân triển khai công trình đầu xuân tại dự án trạm biến áp 110 kV Bắc Thành Công và Nhánh Rẽ, quận Ba Đình, Hà Nội. Công trình trạm biến áp 110 kV Bắc Thành Công có quy mô công suất 2 x 63 MVA do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình lưới điện cấp bách quan trọng của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong năm 2021. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, đóng điện đi vào vận hành trong quý 3 năm 2021, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải, đảm bảo cung cấp điện cho vùng lõi thủ đô, bao gồm các quận Ba Đình và Đống Đa.